Tổng thống Joe Biden có quyết định bổ nhiệm một người gốc Việt, ông Đạt Trầm, làm quyền bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh và có hiệu lực tức thời. Ông Đạt từng là phó phụ tá chính trong Bộ trưởng Cựu Chiến binh, đặc trách văn phòng về phân tích dữ kiện và điều hành OEI. Nay sẽ tạm thời lãnh đạo bộ này cho đến khi Thượng viện chuẩn thuận ông Dennis, một cựu tránh văn phòng của Tổng thống Barack Obama, đã được Tổng thống Biden đề cử làm bộ trưởng, theo bản tin của tờ Star and Thrive cho biết như vậy. Trong thời gian đầu của chính phủ Tổng thống Donald Trump, ông Đạt cũng từng là quyền phụ tá Bộ trưởng Cựu Chiến binh. Ông Đạt làm việc tại Bộ Cựu Chiến binh từ khoảng 2 thập niên nay. Trong thời gian qua, ông có nhiệm vụ cố vấn cho giới lãnh đạo cao cấp của Bộ về một số phương diện, gồm cả kế hoạch chiến lược đối phó các rủi ro, nghiên cứu chính sách và phân tích dữ liệu và cải tiến. Trước khi vào Bộ Cựu Chiến binh thì ông Đạt làm việc cho Ủy ban Cựu Chiến binh Thượng viện, đặc trách tham gia mọi hoạt động về điện toán của Bộ Cựu Chiến binh. Trước khi vào làm việc cho chính phủ, ông Đạt là giám đốc và sản xuất cho công ty Square D Electrical Company ở Milwaukee ở Wisconsin. Ông đã tốt nghiệp ở Đại học Ohio State University ở ngành Industrial System Engineering. Những người Việt chúng ta có biết về ông này cũng cảm thấy đó là niềm tự hào trong cộng đồng người Mỹ Việt chúng ta. Những người đã đóng góp cho cuộc sống Mỹ, cho những người Việt chúng ta đến đây để định cư, để xây dựng cuộc sống không chỉ cho mình mà cho cả thế hệ thứ hai con cháu, và mong mỏi hình thành nhiều thế hệ người Mỹ gốc Việt chúng ta ở tại Hoa Kỳ trong tương lai lại càng thành công hơn và nhiều tên tuổi đóng góp cho xã hội, cho cuộc sống hàng ngày, giúp cho cuộc sống không chỉ cho cộng đồng người Việt chúng ta tốt hơn và cho cả Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia khác tốt hơn. Thực ra mà nói, cuộc sống ở đâu cũng vậy. Có người giàu, có người nghèo, có người giỏi, có người dở. Và đâu cũng thế, cuộc sống mỗi nơi mỗi khác và điều kiện sinh hoạt cũng hoàn toàn khác. Có nhiều người nói rằng Việt kiều Mỹ bây giờ nghèo lắm, không thể nào bằng Việt Nam được. Thực tế có đúng như vậy hay không? Thì đó cũng chỉ là một góc nhìn phiến diện. Bởi lẽ đã nói, đã chia sẻ, ở đâu cũng có người giàu và người nghèo. Không phải Việt kiều ai cũng có tiền. Tuy người ta có người làm ra 70.000 đô mỗi năm, nhưng người ta cũng phải chi tiêu nhiều thứ. Nào là thuế thu nhập, nào là nhà cửa, nào là xe xăng, nào là tiền ăn và nhiều chi phí khác nữa. Cũng không nghĩ như ở Việt Nam được mà đòi tiền Việt kiều hay là hứa giúp đỡ cho người thân ở trong nước. Đối với người giàu ở Mỹ thì mỗi tháng tiết kiệm thêm được hay là để dành thêm được 300 đô, đó là cũng khá là khó khăn đối với thu nhập bình thường của người Việt đang làm việc ở tại Mỹ. Trong lúc ở Việt Nam thì nhiều người phung phí 300 đô hàng tháng, đó là chuyện bình thường. Ở Việt Nam ngoài lương chính thức thì người ta còn có thêm nhiều loại tiền, và thậm chí cái loại tiền đó còn nhiều hơn là tiền lương, và dân thường truyền miệng với nhau đó là lậu, tức là ăn cắp, chạy hợp đồng, gian lận giấy tờ, nhận tiền hối lộ vân vân. Rất nhiều loại thứ tiền mà không nằm ở trong tiền lương. Nhưng ở Mỹ hay ở Úc, đa số người ta sống bằng lương chính chứ không bằng số tiền lương hậu như là nhiều người có tiền ở Việt Nam. Và điều này không phải là nói tất cả người ở Việt Nam đều vậy, thì cũng có người như thế này, người như thế kia. Ở Việt Nam thì người ta làm ăn, đi làm đều có lương hậu. Anh viên chức trong khu vực lương chỉ 2,3 triệu mỗi tháng, nhưng tiền lậu, tiền xin đều trên 10 triệu mỗi tháng, thì thế mới có tiền mua nhà, mua xe, có tiền ăn nhậu. Nghe nói tiền lương theo công chức hay là viên chức thì thường tính theo hệ số. Tuy nhiên tại sao có nhiều người rất giàu trong khi vẫn làm những công việc đó? Khi Việt kiều cưới bạn thì họ tốn rất nhiều là tiền. 20.000 đô đó là chuyện thường, mà số tiền này thì họ cần nhiều năm sống khắc khổ họ mới có thể dành dụm được. Do đó, có nhiều người đừng vòi vĩnh. Chúng ta nghĩ là mỗi tháng cho chúng ta 300 đô để tiêu xài, để mà ra oai với bạn bè, đi chơi với bạn bè trước khi rời khỏi Việt Nam. Thực sự điều này hơi quá đáng. Do đó, chúng ta sống như không phải sắp lấy chồng Việt kiều, đó là điều tốt nhất. Chúng ta đừng vì chữ Việt kiều mà lại hại chính mình trong tương lai. Khi đặt chân đến Mỹ hay đến Úc,
chồng của chúng ta sẽ tốn rất nhiều tiền cho chúng ta để chúng ta hội nhập. Và chúng ta đừng lấy tiền của chồng cho bà con khi họ xin trọ. Khi có kế hoạch về Việt Nam lấy vợ hoặc là lập gia đình thì người Việt Kiều phải biết tiết kiệm để có tiền tổ chức lễ cưới hay là đưa hôn thê hay là hôn phu của mình qua. Khi bạn qua bên đó với chồng của bạn thì bạn là người ăn bám trong thời gian đầu. Vì thế bạn đừng tiêu xài nhiều mà chồng của bạn phải vất vả và đau đầu nhiều hơn. Nhiều cặp vợ chồng Việt Kiều chia tay vì các bà vợ bên Việt Nam mới qua tiêu xài tiền nhiều và hay gửi tiền về Việt Nam nhiều vì nghĩ rằng cứ là Việt Kiều là có tiền. Không phải ở Mỹ hay ở Úc hay ở một quốc gia nào như Canada hay là các nước giàu nằm ở chơi mà vẫn có thể có tiền được. Càng giàu càng phải làm việc cực nhọc mới có. Có làm thì mới có ăn, luôn đúng ở mọi nơi. Không làm sao mà có tiền. Các bạn qua bên đó thì phải tìm cách hội nhập càng sớm càng tốt và ráng có một công ăn việc làm. Các bạn phải làm quen nhiều thứ như là việc lái xe, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, tìm hiểu xã hội và đặc biệt là học Anh văn hay là ngôn ngữ của nước sở tại. Bạn phải chăm chỉ học ngôn ngữ để hội nhập. Bạn hãy quên bà con của bạn vì nếu như bạn sống ở Việt Nam thì làm sao họ xin tiền của bạn được? Không lẽ là bạn có trách nhiệm với bà con trong lúc họ vẫn còn sống hay sao? Những người Việt Nam rất giàu. Có những người họ có tiền mua nhà trăm cây, mua xe bạc tỷ. Trong lúc ở Mỹ đây hay là ở Úc, nhiều Việt Kiều khó khăn về nhà cửa và xe cộ. Nếu cưới được bạn thì quả là cố gắng lớn. Hãy thương yêu nhau và thông cảm với nhau. Hãy cùng nhau cố gắng để vượt qua giai đoạn đầu đầy khó khăn. Và chắc chắn rằng vài năm thôi thì gia đình mới của các bạn sẽ ổn định và cuộc sống khi đó sẽ sung túc hơn. Khi các bạn lo cho cuộc sống của các bạn ổn định và cuộc sống sung túc rồi, các bạn đã có dư của ăn của để, các bạn có thể chia sẻ và giúp đỡ cho người thân, đến lúc đó cũng không muộn. Các bạn đừng vội để mà phá vỡ hạnh phúc gia đình mới tạo dựng của các bạn. Hãy cố gắng thích nghi với cuộc sống mới và môi trường mới. Và điều quan trọng nhất là bạn hãy chung tay thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Định cư Mỹ và có một căn nhà để mà ở, và người Việt chúng ta có câu là an cư lạc nghiệp. Đó là câu nói mà rất nhiều người gốc Việt chúng ta khi đặt chân đến Mỹ cũng đã áp dụng trong cuộc sống của mình. Nói về vấn đề sở hữu một căn nhà ở tại Hoa Kỳ thực tế không phải là dễ. Tuy nhiên nhiều người nói rất dễ, dễ là bởi lẽ khi có công ăn việc làm thì chúng ta có thể mua nhà. Tuy nhiên để sở hữu hoàn toàn căn nhà và không phải trả góp từ 10, 15 đến 30 năm thì đây là một sự nỗ lực về vấn đề tài chính. Nói về vấn đề lãi thế chấp thì chủ nhà vay thế chấp có hiệu lực, có thể khấu trừ lãi suất cho khoản vay lên đến 1 triệu đô la Mỹ. Lý giám đốc của Starsburg cho biết rằng đối với các khoản nợ mua lại phát sinh sau ngày 15 tháng 12, 2017 thì chủ nhà có thể khấu trừ tiền lãi lên trên là 750.000 đô la Mỹ đầu tiên. Tại sao điều đó lại quan trọng? Khả năng khấu trừ tiền lãi của khoản thuế thế chấp tiếp tục, đó là một lợi ích lớn của việc làm chủ một căn nhà. Khoản vay thế chấp của chúng ta ngày càng gần đây, khoản tiết kiệm thuế của chúng ta càng lớn. Wendy Connick, chủ nhân của Connick Financial Solution cho biết rằng cách các khoản thanh toán thế chấp được khấu hao, các khoản thanh toán đầu tiên gần như là toàn bộ lãi suất. Lưu ý rằng khoản khấu trừ lãi thế chấp là khoản khấu trừ theo từng khoản. Để có lợi cho bạn thì tất cả các khoản khấu trừ theo từng khoản cần phải lớn hơn khoản khấu trừ tiêu chuẩn mới mà đạo luật cắt giảm thuế và việc làm tăng gần gấp đôi, lên 24.400 đô la Mỹ cho một cặp vợ chồng. Đối với cá nhân khoản khấu trừ là 12.200 và 18.350 cho chủ nhà. Đối với một số chủ nhà, việc ghi từng khoản đơn giản có thể không đáng giá. Vậy khi nào việc chia thành từng khoản sẽ có lợi cho chúng ta? Ví dụ như là nếu bạn là một cặp vợ chồng đã trả là 20.000 đô la Mỹ tiền lãi thế chấp và 6.000 đô thuế tiểu bang và địa phương thì chúng ta sẽ vượt quá mức khấu trừ tiêu chuẩn và có thể giảm thu nhập chịu thuế thêm, đó là 2.000 đô bằng cách chia thành từng khoản. Còn nói về việc giảm thuế tài sản,
thì khoản khấu trừ này được giới hạn ở mức là 10.000 đô la Mỹ đối với những người đã kết hôn nộp hồ sơ chung cho dù thuế có cao đến đâu. Những lợi ích về thuế khi làm chủ một căn nhà này thiết nghĩ nhiều đồng hương chúng ta cũng nên để ý. Tại sao lại quan trọng? Ryan, giám đốc của Liberty Tax Service cho biết rằng người nộp thuế có thể khấu trừ một lần là 10.000 đô la Mỹ. Thuế bất động sản nằm trong danh sách được chia thành từng khoản của tất cả các khoản khấu trừ của bạn. Các khoản khấu trừ này phải lên đến nhiều hơn khoản khấu trừ tiêu chuẩn là 24.000 đô cho một cặp vợ chồng mới có giá trị. Và hãy nhớ rằng nếu như chúng ta có một khoản thế chấp, thuế tài sản của chúng ta sẽ được tính vào khoản thanh toán hàng tháng của chúng ta. Khoản giảm thuế thứ ba đó là bảo hiểm thế chấp tư nhân, còn gọi là PMI. Nếu như chúng ta trả trước tiền mua nhà ít hơn 20%, thì chúng ta có thể phải trả bảo hiểm thế chấp tư nhân, PMI có giá từ 0,3% đến 1,15% khoản vay mua nhà của chúng ta. Nhưng đây là một số tin tốt cho người dùng PMI. Chúng ta có thể khấu trừ tiền lãi cho bảo hiểm này nhờ đạo luật khấu trừ thuế bảo hiểm thế chấp vào năm 2019. Đạo luật bảo mật này được khôi phục, hồi tố cho các khoản khấu trừ và tín dụng nhất định cho năm 2018 và 2019 đối với chủ nhà. Tại sao lại quan trọng? Khoản khấu trừ lãi suất PMI cũng là khoản khấu trừ theo từng khoản. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể chấp nhận, nó có thể giúp đẩy chúng ta vượt qua khoản khấu trừ tiêu chuẩn 24.000 đô. Và đây là số tiền mà chúng ta sẽ tiết kiệm được nếu như chúng ta kiếm được 100.000 đô la Mỹ và trả trước 5% cho một căn nhà 200.000 đô. Bạn sẽ phải trả khoảng là 1.500 phí bảo hiểm PMI hàng năm. Và do đó thu nhập chịu thuế của chúng ta sẽ giảm xuống là 1.500 đô la Mỹ. Nói về việc giảm thuế tiếp theo đó là nâng cấp hiệu quả năng lượng cho ngôi nhà. Tín dụng tài sản tiết kiệm năng lượng khu dân cư đó là một ưu đãi thuế cho việc lắp đặt các nâng cấp năng lượng thay thế trong một ngôi nhà. Và hầu hết các khoản tín dụng thuế này đã hết hạn sau tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, các khoản tín dụng cho thiết bị đun nước nóng bằng điện và năng lượng mặt trời có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đạo luật an toàn cũng khôi phục khoản khấu trừ là 5.000 đô cho một số nâng cấp hiệu quả năng lượng đủ tiêu chuẩn như là cửa sổ bên ngoài, cửa ra vào và vật liệu cách nhiệt. Tại sao nó lại quan trọng? Chúng ta vẫn có thể tiết kiệm một khoản tiền nhỏ cho năng lượng mặt trời của mình. Và đây là tín dụng, vì vậy không cần lo lắng về việc ghi từng khoản ở đây. Tuy nhiên, phần trăm tín dụng thay đổi tùy theo ngày cài đặt. Đối với thiết bị được lắp đặt trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, 30% chi phí sẽ đủ điều kiện để nhận tín dụng. Còn số đó giảm xuống 26% đối với cài đặt từ ngày 1 tháng Giêng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 22% đối với cài đặt từ ngày 1 tháng Giêng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Việc giảm thuế tiếp theo khá là hấp dẫn đối với cộng đồng người Việt chúng ta có thói quen kinh doanh tại gia. Điều tin tốt cho tất cả những người tự kinh doanh có văn phòng tại nhà thì chúng ta có thể khấu trừ 5 đô la Mỹ cho mỗi square feet, tối đa là 300 square feet. Diện tích văn phòng và số tiền khấu trừ tối đa đó là 1.500 đô la Mỹ. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng có những quy tắc nghiêm ngặt về những gì tạo nên một không gian văn phòng tại nhà dành riêng và được khấu trừ hoàn toàn. Nếu như chúng ta thỉnh thoảng làm việc tại nhà nhưng có văn phòng để đến thì chúng ta không thể khấu trừ vào khoản này được. Chúng ta có thể tư vấn thêm đối với luật sư chuyên về thuế nhà để mà nắm rõ thêm về những cái khoản thuế này để chúng ta tiết kiệm được một khoản tiền rất đáng kể. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.